kia là anh trai. Ở đây, ở đây với em. Em nhặt cho anh mà, em tặng anh ơi. Anh à, đừng mà anh. Trời ơi, mời đây. Lỡ mà kế hoạch đại nghịch bất đạo này là của cậu phải không? Không, không phải con đâu cô. Vậy thì của ai? Dạ, tất cả kế hoạch là của Kỳ hết đó cô. Cậu xúi dục con gái tôi đúng không? Không phải con đâu mà. Nhận tôi đi. Không phải con. Trong mắt của con á, vợ của con lúc nào cũng xinh đẹp, dễ thương. Ngoài hai cái đó ra không được gì hết, còn rất là nhiều nhược điểm. Nhiều nhược điểm. Nhược điểm thứ nhất là ngang bướng nè. Mình làm lỗi mà không biết nhận lỗi, bắt người khác xin lỗi là sao, đúng không? Sai. Để anh nói, để anh nói. Thứ hai đó là vu khống, nghĩ ngợi lung tung, rồi suy diễn tầm bậy, ghen tuông chồng mù quáng. Thấy sai chưa? Hồi nào nè hả? Để anh nói hết. Để anh nói hết chứ. Trật tự. Xoay xoay ngay xuống áo